Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay chúng bạn em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động bản đặc biệt. Trong video này em xin cập nhật chính sách giá của Accent thời điểm mà chỉ còn gần 10 ngày nữa là hết đợt giảm thuế trước bạ 50% của xe lắp ráp trong nước. Thì Accent là một chiếc xe phân khúc hạng B mà giá có thể là nói là thấp nhất phân khúc phiên bản đặc biệt này, có giá niêm yết là 545 triệu. Hiện tại Hyundai Bắc Ninh đang bán với mức giá cho quý anh chị rơi vào khoảng 505 đến 506 triệu. Phụ kiện tặng kèm đó là phim kích nhiệt, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng, visa. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì em xin phép tính cho quý anh chị đâu đó rơi vào khoảng 537 đến 538 triệu, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ hoặc là bảo hiểm vật chất xe, thì thêm giúp em là khoảng 7 đến 8 triệu nữa. Bản tiêu chuẩn thì công nghệ sẽ thiếu so với bản đặc biệt này, một số tính năng như là ghế da rồi ga tự động cruise control, điều hòa tự động, rồi thì là chỉ được trang bị 2 túi khí thôi, trong khi bản đặc biệt là trang bị 6 túi. Rồi ghế da, rồi đến cửa sổ trời và gương trộm trong chống chói tự động. Đó, bản AT tiêu chuẩn thì có mức giá niêm yết đó là 505 triệu, và hiện tại chính sách giá của Hyundai Bắc Ninh đang bán cho khách hàng đó là rơi khoảng 469 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì chưa đến 500 triệu, rơi khoảng 498 triệu. Tông màu nội thất bên trong của Accent thì là tông màu nội thất kem pha màu đen, đó rất là hài hòa. Và Accent có một cái thiết kế nội thất em đánh giá là có thể đẹp nhất phân khúc, và những công nghệ đặc biệt vượt trội so với các đối thủ khác như là hệ thống đèn ngủ từ xa này, rồi thì hệ thống màn hình đa thông tin, màn hình giải trí trung tâm có tích hợp bản đồ định vị, rồi có hệ thống gạt mưa tự động, đèn tự động, hệ thống đèn chiếu góc của xe. Đây, đèn của Accent thì là đèn halogen kiểu chiếu projector, nhưng mà đổi lại thì sẽ có công nghệ đèn chiếu góc hỗ trợ vào cua. Thì khi mà anh chị đánh lái với góc lái hẹp hoặc là thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, thì nó hỗ trợ vào cua mình rất là tốt. Thời điểm này thì cũng là một thời điểm đi xe, mua xe để đi Tết cũng như để tránh rét rất là phù hợp. Bên em có hỗ trợ cho khách hàng vay trả góp tối đa 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa lên đến 8 năm. Ví dụ với mức lãi suất hiện tại thì cố định cho quý anh chị là trong vòng 3 năm nó rơi vào khoảng là 0,7% một tháng, cố định trong vòng 3 năm đó. Và với cái số tiền chỉ khoảng hơn 100 triệu thôi là quý anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe này rồi. Đó. Cốp của Accent rất là rộng. Cốp thì có thể tích lớn này, có lỗ dự phòng thì nguyên bản theo xe. Phần hông xe thì có cảm biến, 4 cảm biến hỗ trợ lùi và có camera lùi. Đây là cái tiêu hao nhiên liệu của xe. Thì đường kết hợp xe tiêu hao 6,2 lít. Đường trong đô thị là khoảng 8,5 lít và đường ngoài đô thị chỉ khoảng 4,8 hoặc chưa 5 lít. Đó. Xe cả hai phiên bản tự động thì đều được trang bị đèn ngủ từ xa. Và cái khuyến mại của cả phiên bản tự động này thì đều giống nhau. Bổ sung thêm là Hyundai Bắc Ninh có tặng thêm cho quý anh chị đó là cái thẻ dịch vụ 5 triệu. Khi mà anh chị tham gia sửa chữa, bảo dưỡng thì mỗi một lần sẽ được chiết khấu 10% khi làm hết 5 triệu rồi thôi. Và những cái màu xe sẵn giao bên em thì sẽ có sẵn như là màu đen, màu trắng, màu đỏ, sẵn sàng phục vụ quý anh chị đợt cuối năm, đợt giảm thuế cuối cùng này. Em xin lỗi, đợt thời điểm cuối giảm thuế và xe đi Tết. Vâng, mọi chi tiết thì mong quý anh chị liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.